Thì hôm nay chúng ta sẽ đi review và so sánh các sản phẩm thiên công cao cấp ngon nhất của Yonex theo ý kiến của tôi. Hello, vâng, xin chào toàn thể tất cả các anh em đã quay lại với kênh YouTube với Webshop hôm nay. Hôm nay thì trong một buổi chiều khá là mát mẻ, hôm nay chúng ta sẽ đi trả lời những cái câu hỏi mà được các anh em đưa ra cho chúng tôi rất nhiều trong thời gian qua. Đó là: anh ơi, có thể so sánh cho em những cái sản phẩm vợt thiên công mà cao cấp tới từ Yonex được không? Thì hôm nay thì xin bật bí với anh em là chúng ta sẽ đi làm một clip về so sánh và những cái cây vợt tấn công mà tốt nhất của Yonex ở thời điểm hiện tại. Theo cái cách nghĩ của tôi nhé, thì tất cả các sản phẩm ngày hôm nay đều là sản phẩm ra đời từ năm những năm mới đây thôi, 2021. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi review và so sánh các sản phẩm thiên công cao cấp ngon nhất của Yonex theo ý kiến của tôi. Chúng ta sẽ tới với bộ 4 sản phẩm bao gồm 99 Pro trắng đỏ, 100ZZ và 88D Pro tét đen. Phần đầu tiên vẫn phải là phần hình thức số đo 3 vòng của các sản phẩm khi được so sánh với nhau. Thì hiện tại chúng ta có ở đây là 4 sản phẩm, thì chúng ta có cái độ cao tổng thể của các sản phẩm là tương đương nhau. Đấy, 100ZZ, 99 Pro và 88D là có chiều cao như nhau. Tiếp tới là cái phần thân vợt và phần cán cầm. Thì ở đây anh em có thể nhìn thấy phần thân vợt của 88 và 99, 88D Pro và 99 Pro trắng đỏ là có cái phần thân vợt như nhau. Có 100ZZ là thân vợt ngắn hơn và cái cán cầm của 100ZZ là dài hơn so với cán cầm của 3 sản phẩm còn lại là 99 Pro và 88D Pro. Thì đây, đây là phần hình thức về số đo 3 vòng. Chiều cao tương tự rồi. Đấy, tỷ lệ mặt vợt thì tôi nghĩ là nó cũng tương tự nhau thôi. Đấy, thì bây giờ chúng ta có thể nhìn đây. Tỷ lệ mặt vợt thì mỗi cái cây vợt đều có cho chúng ta một cái tỷ lệ mặt vợt khác nhau, nhưng mà riêng dòng Astrox 88 và 99 thì nó sẽ giống nhau về tỷ lệ mặt vợt. Còn 100ZZ thì có vẻ khác, bởi vì là 100ZZ sở hữu chúng ta cái công nghệ đan dây kiểu cũ. Đây, vẫn là cái kiểu cũ, không phải là kiểu mới như năm nay. Kiểu 88 và 99 Pro nên là cái mặt vợt nó sẽ khác so với cả mặt vợt của 88 và 99 Pro. Đây thì là cái phần khác nhau về bên ngoài anh em dễ nhận thấy nhất. Thì bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về các công nghệ được sở hữu trên các cây vợt. Công nghệ được sở hữu trên các cây vợt thì bây giờ tôi sẽ nói đến cái điểm giống nhau của các cây vợt, sản phẩm vợt đều có nhá. Thì 4 cây vợt này đều sở hữu cho mình cái công nghệ Isometric. Công nghệ Isometric ở đây thì là một công nghệ độc quyền tới từ Yonex. Công nghệ Isometric là công nghệ giải thích như thế nào nhỉ? Tôi có thể giải thích qua cho anh em. Công nghệ Isometric là cái đầu vợt có hình dạng vuông. Đấy, có nghĩa là có nhiều cái dây cắt nhau hơn ở các góc vợt. Đấy, làm cho khu vực đánh cầu được hiệu quả hơn. Đấy là công nghệ Isometric theo giải thích của Yonex. Thì là mặt vợt sẽ hơi vuông một chút. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Đấy, làm cho các cái lưới đan xen với nhau nhiều hơn, giúp tăng hiệu quả đánh cầu. Đây là một trong những công nghệ độc quyền của Yonex. Tiếp theo, đó là 4 sản phẩm này đều giống nhau, đều sở hữu cho mình công nghệ, đó là công nghệ EBCAP Plus. Công nghệ EBCAP thì tôi cũng có giải thích với anh em rồi, đây là công nghệ chống xoắn. Công nghệ chống xoắn nhé, đây là công nghệ chống xoắn. Thì các cái vợt này đều sở hữu cho mình EBCAP Plus, là công nghệ chống xoắn tương tự nhau. Tiếp theo, lại điểm giống nhau nữa là đều sở hữu cho mình cái đũa vợt tương tự nhau. Đấy, bây giờ sẽ tìm đến cái điểm khác nhau của các sản phẩm vợt anh em nhé. Thì chúng ta có các sản phẩm vợt giống nhau về công nghệ. Đó là 88 và 99 đều giống nhau về công nghệ. Sở hữu cho mình công nghệ NEM này. NEM là gọi là một công nghệ, đây là công nghệ than chì. Đấy. Tiếp theo, ở trên phần thân vợt thì 88 và 99 đều sở hữu cho chúng ta, đây được ghi hiển thị trên thân vợt đều là các cây vợt head heavy. Head heavy ở đây là đều là các cây vợt đầm đầu, nặng đầu. Tiếp theo là hai module gigap này là công nghệ than chì này, được gọi là công nghệ than chì ở cấp độ cao hơn đấy, giúp ít phân giá và tạo ra những cái tiếng âm thanh, ví dụ mà cái khung vợt tạo ra những cái tiếng âm thanh tốt, độ cắt gió ổn định. Đấy, nói ví dụ anh em có thể, anh em thấy không, nó vút vút như thế. Đây là cái công nghệ lấy khí và thoát gió của 88 và 99 là tương tự nhau. Về chiều dài thì tương tự nhau, và công nghệ sở hữu trên 3 cây vợt này, 88D Pro, 99 trắng
99 Pro đỏ là công nghệ tương tự nhau. Khác biệt thì chỉ có 100ZZ là mang lại cho chúng ta cái công nghệ khác biệt thôi, về cả cấu trúc của mặt vợt. Đấy, về tỷ lệ mặt vợt nó không giống ba sản phẩm kia. Thì 100ZZ thì sở hữu cho chúng ta vẫn là nêm, công nghệ nêm rồi. Vẫn có công nghệ nêm, vẫn có isometric, vẫn có EB-Cap. Nhưng mà có một cái khác ở đây, đó là cây 100ZZ thì sở hữu cho chúng ta cái rãnh thoát khí kiểu khác. Lấy khí động lực học của 100ZZ là khí động lực học Hyper Slim Shark thì Hyper Slim Shark là công nghệ ở thân. Xin lỗi anh em. Hyper Slim Shark là công nghệ ở thân. Thân Hyper Slim Shark thì được thiết kế để cắt khí, tạo ra sức mạnh nhanh chóng, nghĩa là anh em có nhìn thấy nó vát vát một tí. Thân của 99 và 88 thì vẫn sở hữu cái thân giống nhau, còn cái thân cơ vợt, công nghệ thân vợt của 100ZZ là Hyper Slim Shark. Đấy, thì nó có khác nhau ở cái điểm này thôi, về mặt vợt và chu kỳ tổng thể. Đấy, mặt vợt cũng khác này, thân vợt khác nhau này. Đấy, thì ba sản phẩm này là giống nhau y hệt về hình thức và công nghệ này, 99 và 88D Pro này, còn 100ZZ là khác. Thì đây là những cái phần nổi bật về công nghệ, còn rất nhiều các cái nữa về công nghệ thì anh em nào muốn hỏi hay là muốn biết thêm thì anh em có thể lên fbshop.vn để tìm hiểu thêm. Còn đây là những cái công nghệ nổi bật thì tôi chỉ so sánh những công nghệ giống nhau và những công nghệ khác giữa những cái dòng sản phẩm thiên công cao cấp nhất của Yonex ở thời điểm hiện tại. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào với cái phần thứ hai là cái phần đo thông số các sản phẩm vợt, xem cây nào thiên công nhất, cây nào thiên công vừa anh em nhé. Thì như anh em cũng biết thì chúng ta đã từng làm review rất kỹ các sản phẩm 100ZZ này, cả hai màu 88D Pro, 99 Pro trắng đỏ. Thì hôm nay so sánh chúng nó với nhau thì bây giờ chúng ta sẽ đo lại xem là các cây vợt nó như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta có 100ZZ cho trọng lượng là 85.7g, đây là sản phẩm 4U nhé. Điểm swing của 100ZZ, tất nhiên các cây vợt thiên công thì luôn cho chúng ta cái điểm swing cao và điểm cân bằng cũng khá là lớn rồi. Điểm swing của 100ZZ là 85.5. Đấy, 85.5. Điểm cân bằng của 100ZZ, Head Heavy là một cây vợt nặng đầu, rõ ràng các cây vợt ở đây đều ghi Head Heavy cả. Đều là các cây vợt đầm đầu hết. Xin thưa với anh em, 100ZZ, điểm cân bằng của 100ZZ là 300 cho tới 301. Đây, cây này là 300 cho tới 301. Rõ ràng là một cây Head Heavy thì là đầm đầu rồi. Tiếp theo, chúng ta tới với 88D Pro. Trọng lượng 85.5. Tương tự nhau với trọng lượng với cả 100ZZ thôi. Điểm swing của 88D Pro là 87, cũng là vượt 4U anh em nhé. Cuối cùng là điểm cân bằng. Điểm cân bằng của 88D Pro cho chúng ta là hình như cũng tương tự 100ZZ thôi anh em ạ. Đúng rồi, 300 cho tới 301mm. Thì 88D Pro và 100ZZ có cái điểm cân bằng tương tự nhau. Đấy, điểm cân bằng tương tự nhau. Về cái điểm swing thì hai cây nó cũng không có gì khác nhau lắm, 88D và 100ZZ. Tiếp theo, 99D Pro màu trắng bản 4U hiện tại cho chúng ta là 85.1g. Điểm swing của 99 Pro tám mươi tám chấm năm điểm swing. Điểm cân bằng của 99 Pro màu trắng 305 cho tới 306mm, 99 Pro màu trắng. Cuối cùng là cây 99 Pro màu đỏ cho chúng ta cái trọng lượng 84.9. Về trọng lượng thì các sản phẩm của Yonex thì tôi nghĩ nó chỉ chênh lệch nhau 1g như thế thì nó không có gì là quá nhiều anh em ạ, không có gì quá nhiều. Swing của cây màu đỏ cũng là 88.5 với các sản phẩm. Điểm cân bằng. Điểm cân bằng của cây 99 màu đỏ cũng 305 cho tới 306. Thì hiện tại chúng ta đều có các sản phẩm là vợt 4U. Đây là những cái cây vợt thiên công gọi thuộc xếp vào dạng ác chiến rồi. Ác chiến nhất là 99 đỏ và trắng.
Vâng, thì vừa rồi chúng ta đã đi xong phần thứ nhất và phần thứ hai. Phần thứ nhất là phần so sánh các cây vợt với nhau về phần chiều dài, số đo ba vòng và phần công nghệ sở hữu trên các cây vợt có điểm gì khác nhau hay không. Phần thứ hai là phần thông số kỹ thuật của các sản phẩm, xem nó có khác gì nhau hay không, thì nó đều có khác cả. Còn phần thứ ba đó là phần cảm nhận của tôi. Xin lỗi anh em một chút, đó là hôm nay tôi hơi bị tắc mũi, hơi bị ngạt mũi một tí, là nói nó hơi không được chuẩn cho lắm, anh em thông cảm nhá. Nhưng mà không sao, hôm nay chúng ta review các sản phẩm vợt cao cấp Thiên Công hay nhất của Yonex. Thì cái điều đầu tiên cảm nhận của tôi đã từng chơi qua các sản phẩm này hết rồi, nhưng mà có một điều tôi nhận ra, đó là các cây vợt này khó chơi. Những ai mới tập chơi thì tốt nhất là không nên sử dụng, bởi vì nó quá là cứng, lại còn nặng đầu. Như Catalo của nhà sản xuất cho chúng ta thì 100ZZ là một cây vợt rất cứng, 88D Pro là một cây vợt cứng, 99 Pro là một cây vợt rất cứng, nên là khá là khó chơi. Nhưng đổi lại khi anh em đã chơi được rồi thì mang lại cho chúng ta rất nhiều cái tuyệt vời, đó là công rất tốt, không rung, cầu siết cắm. Đấy là những cái tác dụng mà khi chúng ta đã thuần được những cây vợt cao cấp Thiên Công này của Yonex thì chúng ta đánh nó rất là thích ở cái điểm đấy. Nhưng mỗi tội khi mà chúng ta thuần thì cái thời gian nó mất hơi là lâu. Thì đấy là cái nhận định sơ qua. Còn bây giờ tôi sẽ đi vào cái phần cảm nhận của tôi về các cái sản phẩm vợt này, cảm nhận riêng từng sản phẩm vợt anh em nhé. Đầu tiên về phần hình thức thì cảm nhận của tôi là tôi thấy 100ZZ sở hữu cho mình cái nước sơn nó khỏe khoắn nhất, bởi vì là sơn lì. Và trên mặt vợt thì tạo được cái điểm nhấn, đó là một bên thì là bóng, một bên thì là lì. Một bên là sơn bóng, một bên sơn lì, nhìn nó rất là đẹp, khỏe khoắn. Còn các cái sản phẩm như 99 Pro, 88 Pro đều sở hữu cho mình sơn bóng cả, nên là nhìn nó không được khỏe khoắn bằng 100ZZ. Đấy. Tiếp theo là 99 Pro thì sở hữu cho mình thêm, đó là tăng cái phần nặng đầu Thiên Công của sản phẩm vợt, đó là các cái gen ở trên đầu vợt, gen liền, gen đúc. Thứ nhất là chống lún, thứ hai là tăng cái độ đầm đầu của sản phẩm vợt lên, tăng cái điểm cân bằng lên, tăng cái điểm swing lên. Như anh em có thể thấy vừa đo ở trên máy đấy, là nó tăng lên, nó Thiên Công đầm đầu hẳn hơn so với hai sản phẩm vợt này, là 88 Pro và 100ZZ. Đấy, thì tôi đã trải qua tất cả các sản phẩm vợt rồi. Hiện tại tôi đang đánh 88D Pro thì hôm nào khỏe thì cảm thấy nó ok, chứ không khỏe thì cũng không thấy ok. Nên là anh em nào mà tay yếu hơn tôi thì tốt nhất là đừng đánh mấy con này nhá, khó chơi lắm mà dễ đau tay. Thì cái cảm nhận của tôi về các cái sản phẩm vợt thì tôi đã chơi hết rồi. Thì các cái sản phẩm vợt dễ chơi nhất ở trong 4 sản phẩm vợt này thì là cây 88 Pro, 88D Pro. Xong đến 100ZZ, còn 99 thì thực sự là hơi quá, bởi vì tôi không thể chơi được 99. Đấy. Ra sân thì chúng ta có thể cảm nhận được những cái vợt này ngay, bởi vì là khi mà chơi thì 99 cho chúng ta cái độ đầm đầu cao, hai cái vợt kia thì nó sẽ dễ chơi hơn, dễ chơi hơn. Ok, hôm nay cũng là phần cuối cùng của clip so sánh các sản phẩm vợt với nhau rồi. Không biết là anh em nào đã trải qua những cái cây vợt này ở trên sân chưa, thì hãy để lại cho chúng tôi những cái phần bình luận của anh em về các sản phẩm vợt ở dưới phần bình luận nhé, để chúng tôi có thể so sánh nó với nhau tỉ mỉ hơn chút nữa. Còn tôi thì cái cảm nhận của tôi về các sản phẩm vợt nó chỉ có thế. Bởi vì tôi gần như là không thuần phục được tất cả các sản phẩm vợt này. Thì anh em nào đã thuần được một trong những cây vợt này rồi thì hãy để lại bình luận nhé. Hôm nay là phần cuối của clip ngày hôm nay rồi. Clip so sánh 88D Pro, 99 Pro, 100ZZ. 99 Pro có hai màu, 100ZZ nữa. Đều là các cây vợt Thiên Công cao cấp tới từ Yonex. Anh em nhớ like, subscribe kênh YouTube của FBShop để đón chờ những clip tiếp theo hay nhé. Và những anh em nào mà cần chúng tôi so sánh hay là làm review về các sản phẩm gì tới từ các thương hiệu liên quan đến môn cầu lông, thì anh em hãy mạnh dạn bình luận ở phía bên dưới để chúng tôi có thể làm những clip giải đáp thắc mắc cho anh em. Nhớ ấn nút chuông để được đón chờ những clip nhanh và sớm nhất tới từ FBShop. Xin chào và hẹn gặp lại.